Wow, bữa nay mình được đi tắm rồi. Wow, sướng quá. Sướng quá cô ơi. Sướng cái gì mà sướng, tao sợ muốn chết đây nè. Ui, tao sợ nước quá. Không biết nóng hay lạnh tới đây. Không biết xong chưa nữa. Cho con ra đi má mi ơi. Con sợ quá rồi, con tắm đã rồi má mi ơi. Đứng xích qua đây coi con. Nè, đứng xích qua đây. Mommy chụp hình hai đứa nè. Đó. Đầu tiên trong đời con mới thấy luôn á. Trời ơi. Wow. Lưu sĩ nó làm cái gì vậy? Má mày thấy nó làm nó bị khùng. Gần xong chưa má mày? Cho con sợ cái này quá. Sao mà nó kêu lớn quá vậy? Lưu sĩ mày bớt nhảy này coi. Tao mắc mệt với mày rồi đó rồi nha. Rồi xong, mừng quá. Bây giờ là tới giờ được chơi rồi. Cái này là cái cây gì mà gặm cũng vui Cái cuộn giấy đó con ơi, chứ cái gì đâu mà vui. Trời đất, tao mệt cho tụi mày từ nãy tới giờ luôn đó. Ô xê, hai đứa ra mommy chụp hình nè. Đứng đàng hoàng lại. Ừ, giờ mua đây. Giờ mua đây. Giờ mua đây. Đó, giỏi quá. con. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều.